Hi, chào mừng các bạn đến với channel mình. Và clip ngày hôm nay thì mình sẽ không làm về vấn đề vlog nữa. Và mình sẽ làm giới thiệu về vườn lan nhà mình. Thì cây nhà lá vườn mà, có gì thì mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua về vườn lan của mình. Thì vườn lan nhà mình cũng đơn giản thôi các bạn. Chỉ thay đổi không khí một chút. Đó. Những vườn lan thì mình thấy nói chung là lan mình mới ghép vào các bạn ơi, mới ghép ba mình mới ghép đó. Những cái này rồi đó, như cái mấy cái này thì ba mình mới kích ra. Đó, nhìn thấy nói chung là rất là sạch. Mấy anh chị thấy đó, còn này này thì mình nghĩ thì này không phải gia hạt các bạn ơi, này là gì không phải gia hạt, nhìn lá giống gia hạt nhưng mà thật ra nó không phải gia hạt các bạn. Và tiếp theo thì ba mình mới ghép hôm qua. Hình như là thằng này là thằng Thủy Tiên các bạn ơi, Thủy Tiên mới ghép. Đó. Và còn có cà quớ nữa các bạn ơi. Quớ thì thường thường ở ngoài Bắc thì người ta chơi rất là nhiều. Đó, quớ ba mình cũng mới ghép, rỡ ra mới ly ti các bạn. Đó. Quớ vườn lan nhà mình thì quớ rất là nhiều. Thì anh em nào cần đặt quớ thì coi cây nào đẹp thì bơm mình nha. Đó, quớ các bạn, quớ ship đẹp luôn. Mới ghép luôn. Mới mua ở rừng về thì nó hơi bị lỗi các bạn. Đó, còn đây là chậu Ngân Xuân. Đó, hai cây. Nhưng bên trong nó nhỏ vậy, bên ngoài nó thiệt to các bạn ơi. Lá rất là dày. Đó, lá rất là dày. Như bị lỗi một lá ấy. Đấy, các bạn thấy không? Bị lỗi một lá. Còn đây là những ba mình ghép vào những cái Ngân Xuân Thái. Ghép vào trong thân cây muồng. Nhưng mà một năm rồi các bạn. Một năm rồi. Đấy, các bạn thấy không? Ghép vào rất là nhiều. Hình như khoảng trên 100 cây các bạn. Đã ghép vào một năm rồi. Trên một năm. Hồi đó thì ba mình mua một cây thì khoảng 30k hay sao á. Đấy, còn đây là Ngân Xuân Thái. Đó, như cây hồi nãy mình nói, cây đây không phải gia hạt. Cây này là cái gì ấy? Mình nói chung là mình không biết về lan nhiều, mình chỉ biết sơ qua thôi. Thì những cái loại cây này thì ba mình ghép vào trong cái chậu này chung là rất là như là dày các bạn.
mới tưới xong. Đó, đây là những cái chậu dendro đang ra bông. Nhưng mà mấy cái này đấy. Còn đây là quế. Quế này quế nước hay sao ấy. Để mình quay kỹ ra cho bác xem. Đấy. Nhìn rất ok. Đấy, còn đây là mình sẽ giới thiệu qua về cái gốc cây này, gốc cây của ba mình này. Thì cây này là cây muông nha các bạn. Nhìn rất là đẹp. Và tiếp theo nữa thì ba mình qua những cái cây già này. Cũng hai cây này 600 thì phải. Mình nhớ không lầm là 600 hay sao. Hai cây này. Nhưng mua trên Đà Lạt hay sao ấy. Đây là những cái giá hạt của ba mình. Mình chỉ cho bạn xem thôi. Đấy, xem sơ qua thôi. Nói chung mà những cái chậu này thì đã có mặt bông rồi. Còn những cái chậu này thì ba mình kết kỳ ra nhưng mà chưa thấy những cái mặt bông. Lá hơi bị lỗi. Nhưng nó bị bệnh hay sao các bạn. Đó, những cái chậu này thì mới kích ra thôi. Đó, kỳ ra rất là nhiều. Đây là chậu, nói chung mà đó mình review qua về vườn lan nha mình đấy. Toàn da hạt kỳ không đó. Còn đây là nhưng ba này rất là sạch các bạn. Mình trong vườn lan thì mình thích ba này nhất đó. Ba mình kích kỳ ra đấy. Rồi và tiếp theo nữa thì mình sẽ cho các bạn xem về cái chậu đùi gà. Đùi gà cũng mới ghép các bạn, mới ghép vào chậu thôi. Đây là quế. Cây này thì rất là đẹp rồi, đẹp nhất trong vườn lan của mình rồi. Xếp rất là đều. Đó, các bạn thấy. Rất là đều luôn. Đó, quế các bạn. Chậu này thì mình bứt ngoài rừng, rừng mình. Đó, những cái này thì bứt rừng mình này. Còn cái này thì mua đông chỗ khác. Đó, còn đây là ngân sơn. Ngân sơn có con nha các bạn. Đó, có con hết. Cái rất là nặng luôn. Cái phía bên tay phải của các bạn. Cái rất là nặng luôn. Đó, mình cho các bạn xem hai con này.
Riêng thằng này thì 800k nha các bạn. Rất là dày, lá rất là dày. Còn đây là hạt vĩ. Cái hạt mà mình ghép cây mini lá nhựa. Đây, đó là cái giá hạt hai anh em sao nhìn rất là dài luôn, tầm 1 mét, nói chung là nó đang mắc riêng đó nữa, dài thấy luôn các bạn. Còn đây là trầm. Quế, quế rất là nhiều, anh em nào muốn cần đặt quế thì liên hệ mình nha. Quế rất là nhiều luôn. Đó, bọn này thì mình sẽ cho các bạn xem về những cái lên sân rừng ghép cây. Cây mini. Đó. Có lăn lộn với những lên sân Thái nữa các bạn. Đây là những cái chậu hồ điệp băm chơi Tết. Chậu rất là đẹp luôn, lá rất là đều. Đây là những cái lá quế ba mình bứt rồng ở trước nhà mình. Thôi. Thì clip ở đây là kết thúc, các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye các bạn.